em là du học sinh tự túc ở Việt Nam á. Em là tự túc ạ. Em có thể giới thiệu bản thân được không ạ? Dạ, em tên là Đết Nội ạ. Em học ngành kinh doanh quốc tế, học kinh tế quốc dân, em học năm 2 ạ. À, là trường mà Moro Sethakit ạ? Vâng ạ. Có nhiều sinh viên Lào tự túc như em không? Chỉ có 7-8 người thôi chị. Sao em nói tiếng Việt xói thế nhỉ? Tiền phải khác chứ chị. Tiền học của em ấy, một năm mất bao nhiêu tiền? Em thì trả theo kỳ ạ. Một kỳ thì 15.200.000, một năm thì có hai kỳ thì tổng là 30.400.000 ạ. Thế cái chi phí đấy có bao gồm chi phí ăn ở của em không? Chưa. Thì em ở ký túc xá thì mỗi tháng 1.000.000 ạ. Và tiền ăn thì 2.000.000 một tháng, nhưng mà chưa bao gồm cái phát sinh đi chơi ạ. Chưa bao gồm chi phí phát sinh nhảy múa. Trước khi sang Việt Nam học ấy, em có cần phải thi gì không? Em không cần thi gì chị. Học tiếng Việt xong thì em chọn ngành và em vào trường luôn ạ. Và em học tiếng Việt, học ở Việt Nam hay là học ở Lào? Em học ở Việt Nam. À, thế là học cùng các bạn, những các bạn mà được học bổng của nhà nước luôn. Vâng ạ. À. Em phải trả tiền nhưng mà học cùng luôn ạ. Tiết lộ bí mật, mọi người biết là em này đang ế và muốn có người yêu là người Việt Nam. Nhà có điều kiện lắm mới sang đây du học nha mọi người. Ai muốn đăng ký thì comment dưới video này nhá.